Rồi, hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Xương. Thì kênh mình chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ giá rẻ. Địa chỉ là phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên nha anh chị. Và số điện thoại liên hệ bên em là 0879182796. Số Zalo cũng là số này luôn ha. Rồi, video ngày hôm nay là ngày 11 tháng 7 nha anh chị. Bên em cũng mới nhập về một số cái mẫu máy tầm trung thôi ha. Realme, Oppo, Vivo, Xiaomi, nói chung thì mấy cái dòng máy họ điều hành Android thôi nha anh chị. Rồi thì cái cách thức bán hàng bên em ấy, thì đối với khách mới anh chị mua hàng bên em lần đầu ấy, thì mình có cọc trước nha anh chị ơi. Mình cọc trước cho em từ 50 đến 100 ngàn ha. Bằng cách là chuyển khoản hoặc là mua thẻ cào Viettel, gửi cái mã cào qua cho em là được nha anh chị. Rồi cái số tiền cọc này ấy, em sẽ trừ trực tiếp vô tiền hàng ha. Và khi mà shipper giao hàng cho mình ấy, mình được quyền kiểm tra hàng, test máy trước thanh toán nha anh chị. Nhớ là được kiểm tra hàng, test máy trước thanh toán mới nhận hàng ha. Ok thì mình nhận hàng mà cảm thấy không ok, không giống như những gì mà bên shop quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng nha anh chị. Và bên em bán là có bảo hành một tháng cho anh chị mua về xài luôn ha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị là một cái dòng máy Realme trước nha anh chị. Tại vì hôm nay về nhà em về dòng Realme rất là nhiều luôn, cho nên em sẽ giới thiệu cái dòng Realme trước cho anh chị tham khảo này. Rồi con đầu tiên là Realme C12 nha anh chị. Realme C12 thì đa số mấy cái dòng này là pin của nó cực kỳ trâu luôn ha. Mấy cái dòng Realme là con nào pin cũng trâu lắm luôn nha anh chị. Đây, Realme C12 thì em có về hai màu nha anh chị, một là xanh dương và hai là màu đỏ này. Đó, xanh dương và đỏ nha anh chị. Ngoại hình của nó thì còn len ken luôn ha, hàng chính hãng công ty hết luôn nha anh chị. Màn hình to 6.5 inch nè. Màn hình 6.5 inch nha anh chị. Con này thì bản RAM 3, bộ nhớ là 32 GB ha. Đây, mình vào giới thiệu điện thoại đi ha. Đó, màn hình của nó sáng nha anh chị. Sáng đẹp ha. Realme C12 ạ. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Và con này pin của nó tới 6.000 mAh nha anh chị. Pin cực kỳ trâu luôn, vân tay còn đầy đủ hết ha. Đó, máy rất là đẹp luôn. Bên em bán giá cho anh chị là 1 triệu 6 nha anh chị. Giá 1 triệu 6 có tặng cho anh chị sạc này, ốp lưng này và dán gương lực đầy đủ cho anh chị ha. Realme C12 ạ. Giá bán là 1 triệu 6 nha anh chị. Có đầy đủ phụ kiện ạ. Có hai màu xanh dương và màu đỏ này. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Realme C21i ha. Đây, Realme C21i thì em về màu màu xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt này. Con này thì hình thức của nó cũng trên 95% mà. Màn hình lớn 6.5 inch nha anh chị. Con này thì bản RAM 4. RAM 4 bộ nhớ là 64 GB đi ha. Đây, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Pin thì 5.000 mAh nha anh chị. Con em để lại giá là 1 triệu 8 này. RAM 4 bộ nhớ là 64 GB, em để lại giá 1 triệu 8 cho anh chị nè. Con này em cũng tặng sạc, ốp và dán cương lực đầy đủ này. Realme C21i giá 1 triệu 8 ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng máy Realme Realme 5i. Đây là Realme 5i màu xanh rêu nha anh chị, màu xanh rêu này. Con này thì màn hình của nó 6.5 inch ha, 6.5 inch. Con này thì nó sở hữu chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Mấy con này mua về mình có thể xài chơi game ok này. Đó. Pin trâu khỏe 5.000 mAh ha. Con này bản RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Realme 5i ha, màu xanh rêu, rất là đẹp luôn nha anh chị. Giá bán 1 triệu 8 này. Đó. Vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị ơi, giá 1 triệu 8. Cũng có đầy đủ phụ kiện ha, màu xanh rêu. Realme 5i giá 1 triệu. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Realme C3. Đây là Realme C3 màu đỏ nè. Màu đỏ nha anh chị ơi, màu đỏ. Màn hình lớn 6.5 inch ha. Con này bản RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Đó. Mấy cái dòng Realme xài rất là bền nha anh chị. Pin trâu khỏe luôn ha. RAM chuẩn nè. Realme C3 RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha anh chị. Pin của nó là 5.000 mAh ha. Giá bán 1 triệu rưỡi nha anh chị, màu đỏ. Máy full chức năng hết nha anh chị, không lỗi lầm gì hết ạ. Đây, cam trước cam sau ổn định nha. Giá là một con dòng máy Realme 5 ạ. Đây là Realme 5 màu tím đen nha anh chị, màu tím đen. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 96-97% ha. Máy đẹp ken nha anh chị. Màn hình LCD 6.5 inch nè. Realme 5 ha, RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Và con này nó sở hữu chip Snapdragon 665 luôn nha anh chị, 665 luôn thì mình có thể mua về xài chơi game vô tư ha. Đó, Realme 5. Bản RAM 4 bộ nhớ 128 GB, bên em bán giá 1 triệu 9 nha anh chị.
giá 1,9 triệu cho anh chị ha, có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Realme 6i nè. Realme 6i thì có bảng màu trắng nha anh chị ơi, màu trắng. Con này màn hình cũng 6.5 inch nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ là 128GB nè. Realme 6i ha. RAM 4, bộ nhớ 128GB, con này nó chạy chip G80 nha anh chị. Vân tay ok ha, và đặc biệt con này nó có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Pin của nó là 5000mAh. Em đỡ là giá cho anh chị là 2 triệu chẵn ha. Realme 6i nha anh chị, bên em bán giá 2 triệu chẵn ạ. Màu trắng nha anh chị, màu trắng. Có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung ạ. Em sẽ chuyển sang dòng Samsung nữa nha anh chị. Samsung đầu tiên là con Samsung J7 Prime đi ha. Đây. Samsung J7 Prime này nha anh chị. Con này ngoại hình cũng còn keo nha anh chị. Em mới lột keo cái vỏ sau ra ha, nên còn rất là đẹp luôn. Màn hình của nó sao 5.5 inch ạ. Màn hình nói chung cũng nhỏ gọn thôi nha anh chị. Thích hợp cho anh chị mua về xài, nghe gọi Zalo, YouTube, lướt TikTok ha. Đây, Galaxy J7 Prime. Con này bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB. RAM 3, bộ nhớ 32GB nha anh chị. Và pin của nó là 3300mAh ha. Mình xài được 2 SIM nha anh chị. Giá bán 1 triệu chẵn nè. Giá 1 triệu chẵn nha anh chị ơi. Samsung J7 Prime giá 1 triệu chẵn nè. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung M20 ạ. Đây là Samsung M20 màu đen nha anh chị, màu đen. Con này thì màn hình LCD 6.2 inch nha. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB nè. Samsung M20 nha anh chị, màn sáng đẹp nè. Và con này pin của nó là 5000mAh nha anh chị. Nó có hỗ trợ sạc nhanh ha, màu đen nha anh chị ơi. Giá bán cho anh chị là 1 triệu tư ha. Samsung M20 nha anh chị, có vân tay đầy đủ nè, giá 1 triệu tư. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung J6 cộng. Samsung J6 cộng thì em có bản màu xanh dương nha anh chị. Con này ngoại hình cái mặt lưng của nó này có hơi trầy mặt lưng nha anh chị, lưng hơi trầy. Còn mặt kính trước thì còn ok ha, không trầy xước nha anh chị. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB ạ. Galaxy J6 cộng nha anh chị, màn hình sáng đẹp nè. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Máy mình xài được 2 SIM ha, và con này thì có hỗ trợ được mạng 4G nha anh chị. Em đỡ là giá cho anh chị 1 triệu chẵn nha anh chị ơi, giá 1 triệu chẵn. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB, giá 1 triệu chẵn ha. Mặt lưng có hơi trầy nha anh chị ơi, mặt lưng có hơi trầy. Đó, giá 1 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung A02s nè. Đây là Samsung A02s màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. Con này thì ngoại hình cũng còn khá là ok nha anh chị, khá là ok, không trầy xước nhiều ha. Màn hình lớn 6.5 inch nè. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Galaxy A02s ạ. Phiên bản Android 12 chấm ha. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Và con này pin của nó là 5000mAh nha anh chị. Em đỡ là giá cho anh chị 1 triệu 7 thôi nha. Samsung A02s giá 1 triệu 7 nha anh chị. Có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị luôn nè. Giá 1 triệu 7, có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen ha, giá 1 triệu 7. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung A11. Samsung A11 thì em có hai màu ạ. Một là màu đen, hai là màu xanh xanh nhạt nha anh chị. Đen và xanh nhạt nè. Con này thì cái màn hình của nó là màn hình đốt ruồi nha anh chị, màn hình đốt ruồi 6.4 inch nè. Rồi mình sẽ chỉnh chế độ sáng sáng là xíu ha. Galaxy A11 nha anh chị, A11 ha, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Và con này pin của nó là 4000mAh nha anh chị, có hai màu đen và xanh nhạt này. Vân tay ok hết ha, con này có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Pin của nó là 4000mAh, em đỡ là giá 1 triệu rưỡi mỗi con ha. Giá 1 triệu rưỡi nha anh chị, cũng có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi em sẽ test cam cho anh chị xem luôn nè. Cam sau, cam trước. Cam sau, cam trước ổn định nha anh chị, giá 1 triệu rưỡi.
Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung A750. Đây là Samsung A750, hay còn gọi là Samsung A7 2018 nha anh chị. Màu xanh dương. Con này nó sở hữu cái màn hình Super AMOLED nha anh chị, Super AMOLED ha. Tầm khoảng 6.3 inch ạ. Galaxy A7 2018 nha. Con này bản phiên bản Android 10 chấm này. RAM 4 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB, vân tay ở bên hông này. Em để lại giá 1.6 triệu nha anh chị. Galaxy A7 2018 màn hình Super AMOLED ha. Giá bán là 1.6 triệu nha anh chị. Giá 1.6 triệu, có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Màu xanh dương nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Samsung A12 này. Đây là Samsung A12 màu đen nha anh chị. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 95-96% ha. Không một vết trầy xước nha anh chị, máy rất là đẹp keng luôn nè. Hàng công ty chính hãng hết luôn nha anh chị. Màn hình của nó là màn hình LCD 6.5 inch. Galaxy A12 ha. Con này phiên bản Android 13 chấm nha anh chị, 13 chấm. RAM 4 bộ nhớ 128GB nè. RAM 4 bộ nhớ 128GB và con này pin của nó là 5000mAh nha anh chị. Có hỗ trợ sạc nhanh ha, có hỗ trợ sạc nhanh. Pin của nó cực kỳ trâu luôn, vân tay ở bên hông nha anh chị, màu đen này, đó. Giá bán 2.2 triệu nha anh chị. Galaxy A12 giá 2.2 triệu ha, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Samsung A21s màu đỏ nha anh chị. Con này thì ngoại hình tầm khoảng 92% ha, 90-92%. Cái mặt lưng của nó có hơi xước lông mèo nhẹ nha anh chị. Đây. Lưng hơi xước lông mèo nhẹ, còn mặt kính trước thì còn đẹp nha. Màn hình 6.5 inch nè. Đó, màn hình cực kỳ sáng luôn nha anh chị. Galaxy A21s ạ. Con này thì bản RAM 6 nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ 64GB. Đây ha, RAM 6 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Pin của nó là 5000mAh ạ, có hỗ trợ sạc nhanh ha. Đó, pin trâu khỏe. Con này đỡ lại giá cho anh chị là 2 triệu chẵn nha anh chị. Giá 2 triệu chẵn màu đỏ nè. Có sạc ốp lưng và dán cương lực này. RAM 6 bộ nhớ 64GB, giá chỉ có 2 triệu thôi. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng máy Samsung A22. Đây là Samsung A22 màu đen nha anh chị. Mặt lưng cũng có hơi xước lông mèo này ha. Đấy. Mặt lưng hơi xước lông mèo. Con này thì màn hình Super AMOLED nha anh chị. Màn hình 6.4 inch nè. Galaxy A22 ha, màn không phản quang, không ánh mố gì hết nha anh chị. Phiên bản Android 11 chấm ạ. Con này thì RAM 6 nha anh chị. RAM 6 bộ nhớ 128GB, pin của nó là 5000mAh. Vân tay ở bên hông ha. Em đỡ lại giá cho anh chị con này là 2.8 triệu nha anh chị. Giá 2.8 triệu. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ ạ. Màn hình Super AMOLED nha anh chị, cam cực kỳ nét này. Cam trước cam sau rất là nét luôn nha anh chị, giá 2.8 triệu nè. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Samsung J7 Pro. Con này nó có màu gold nha anh chị, vàng gold này. Ngoại hình của nó cũng còn tương đối đẹp nha anh chị, tầm khoảng 92-93% ha. Màn hình 5.5 inch nha anh chị. Con này bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Pin của nó là 3600mAh ha. Mình xài được 2 SIM nha anh chị. Galaxy J7 Pro nè. Em đỡ lại giá cho anh chị là 1 triệu mốt nha anh chị. Giá 1 triệu mốt. Có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Galaxy J7 Pro màu vàng gold ạ, giá 1 triệu mốt nè. Rồi thì em sẽ chuyển sang cái dòng máy Oppo nha anh chị. Con Oppo đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị Oppo F5 ha. Đây là Oppo F5 màu đen nha anh chị. Con này màn hình của nó tầm khoảng 6 inch nè. Màn hình tầm khoảng 93-94% nha anh chị, nói chung thì còn rất là mới luôn. Oppo F5 bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB đi ha. Pin 3100mAh nha anh chị, xài được 2 SIM ạ. Giá chỉ có 1 triệu mốt thôi ạ. RAM 4 bộ nhớ 64GB, full chức năng, vân tay ok hết nha anh chị, giá chỉ có 1 triệu mốt thôi. Con này em sẽ tặng sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ nè. Rồi tiếp đến là con dòng Oppo A5s. Oppo A5s thì em có bản màu đỏ nha anh chị. Màu đỏ tươi luôn ha, màu đỏ tươi luôn. Con này ngoại hình cũng còn khá là ok. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh chị. Con này là màn hình của nó là màn hình LCD ha, 6.2 inch này. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin là 4230mAh ạ. Con này em để lại giá cho anh chị là 1.4 triệu nè.
Oppo A5s giá 1,4 triệu nha anh chị. Có sạc ốp lưng và dán cương lực này, vân tay ok hết ha. Dòng máy Oppo A3s nha anh chị. Oppo A3s thì bên em có bản màu xanh dương nè. RAM 2 bộ nhớ là 16GB ha, màn hình tay thỏ nha anh chị. Con này pin của nó là 4000 mAh ạ. Oppo A3s nè. Mấy con này thì anh chị mua về nghe gọi Zalo, YouTube. Cam trước ok ha. Con này thì cam sao của nó hơi mờ nha anh chị, cam sao hơi mờ. Em để lại giá cho anh chị là 900 ngàn ha. Oppo A3s nha anh chị. Giá chỉ có 900 ngàn thôi, cam sao hơi mờ nha anh chị. Có sạc ốp lưng và dán cương lực nè. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A16. Đây là Oppo A16 bản màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen á. Con này thì ngoại hình tầm khoảng 92% ha. Màn hình lớn 6.5 inch nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ là 64GB nè. Đây, Oppo A16 RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Pin của nó là 5000 mAh ha. Em đỡ là giá 2 triệu chẵn nha anh chị. Oppo A16 bên em bán giá 2 triệu chẵn. Vân tay ở bên hông nha anh chị. Pin trâu khỏe luôn ha. Giá chỉ có 2 triệu thôi ạ. Con này thì em cũng tặng cho anh chị sạc ốp và dán cương lực đầy đủ nè. Oppo A16 màu xanh đen ạ. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A5 đời 2020 bản màu trắng nha anh chị. Con này trên 95% này ha. Máy rất là len keng luôn. Màn hình 6.5 inch nha anh chị. Bản RAM 3 bộ nhớ là 64GB nè. Oppo A5 đời 2020 RAM 3 bộ nhớ là 64GB. Con này pin của nó cũng là 5000 mAh nha anh chị. Có hỗ trợ sạc nhanh nha. Có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị luôn. Và nó hỗ sở hữu chip Snapdragon 665 nha anh chị. Vân tay ok nè. Em để là giá 1,8 triệu nha anh chị. Oppo A5 đời 2020 giá 1,8 triệu nè. Rồi tiếp đến nữa là con Oppo A15s. Oppo A15s nha anh chị. 4 camera ha. Màu xanh dương. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Đây, RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Con này thì pin của nó là 4230 mAh. Đó, em đỡ là giá 1,7 triệu nè. Xài được 2 SIM nha anh chị ơi, xài được 2 SIM. Giá 1,7 triệu cho anh chị ha. Đó, Oppo A15s giá 1,7 triệu nè. Rồi, tiếp theo nữa là một con dòng máy Redmi 9. Đây là Redmi 9 màu đen nha anh chị. Redmi 9 màu đen. Con này thì ngoại hình của nó cũng còn tầm khoảng 95% ha, 95%. RAM 4 bộ nhớ là 64GB này. Redmi 9. Con này pin của nó là 5000 mAh nha anh chị và nó chạy chip là chip G85 ha, G85, giá bán 1,8 triệu nha anh chị. Redmi 9 bên em bán giá 1,8 triệu ha. Pin khá là trâu nha anh chị, con này pin của nó 5100 mAh này. Giá 1,8 triệu đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Huawei. Đây là Huawei Y9 2019 nha anh chị, màu xanh lá nè. Con này ngoại hình của nó thì cái viền của nó có hơi nhăm theo thời gian nha anh chị, viền hơi nhăm. Còn mặt trước mặt sau thì còn tương đối ok nha anh chị. Tầm khoảng 92% á. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB nè. Huawei Y9 2019, RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Con này nó chạy chiếc Windows là 710 ha và pin của nó là 4000 mAh. Em đỡ là giá cho anh chị 1,4 triệu thôi nha anh chị. Huawei Y9 2019 giá 1,4 triệu. Con này em tặng cho anh chị một cái miếng dán cương lực và bộ sạc nha. RAM 4 bộ nhớ là 64GB nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y11 nha anh chị, màu đỏ đô nè. Mặt sau có hơi trài nha anh chị. Mặt sau có hơi trài xước lông mèo ha. Còn mặt trước thì còn đẹp ạ. Con này bản RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh chị. Đây, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 5000 mAh ha. Em để là giá là 1,3 triệu nè. Vivo Y11 nha anh chị, giá 1,3 triệu. Con này cũng có sạc ốp lưng và... Rồi tiếp đến là một con dòng Xiaomi. Đây là Xiaomi 8 Lite nha anh chị. Mấy cái dòng này mua về xài chơi game cũng rất là mượt luôn ha. Màu xanh dương nha anh chị. Màn hình LCD 6.3 inch này. Con này nó thuộc cái màn hình tay thỏ ha. Đó, kiểu dáng rất là đẹp luôn nha anh chị.
RAM 4 bộ nhớ là 64 GB, Mi 8 Lite nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nè. Xài được hai sim ha, và con này nó chạy chip Snapdragon là 660 nha anh chị, 660. À, giá bán cho anh chị là 1,6 triệu nha anh chị, giá 1,6 triệu. À, có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. À. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Xiaomi, dòng Redmi ha. Đây là Redmi Note 11 nha anh chị, Redmi Note 11 4G màu xanh dương nè. Con này ngoại hình trên 95% nha anh chị, máy cực kỳ đẹp luôn. À, màn hình Super AMOLED ha, 6.4 inch. Redmi Note 11, RAM 6, bộ nhớ 128 GB. Và con này pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Chip Snapdragon 680 ha, 680. Có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Con này chui sạc Type-C này. Vân tay ở bên hông ha, giá bán là 3 triệu chẵn nha anh chị. Redmi Note 11, giá 3 triệu chẵn ạ. Rồi cuối cùng thì em có một con dòng Redmi 5. Con này thì anh chị mua về xài làm chữa cháy, làm máy phụ. Đó. Redmi 5 RAM 3 bộ nhớ 32 GB này. Màn hình nhỏ gọn nha anh chị, tầm khoảng 5.5 5.7 inch gì đó ha. Redmi 5 RAM 3 bộ nhớ 32 GB này, đó. Mấy cái dòng này xài cảm ứng này nào cũng ok hết luôn nha, chị có vân tay đầy đủ luôn, xài được hai sim nha anh chị. Ngoại hình thì nó có hơi nhâm trài theo thời gian này, đó, ngoại hình hơi nhâm trài theo thời gian nhưng mà chức năng bên trong thì rất là ok nha anh chị. Xài được hai sim ạ. À. Em để lại giá cho anh chị là 700.000 nha anh chị, giá 700. Con này em tặng cho anh chị miếng dán cương lực và bộ sạc ha. Rồi thì em sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào mà cảm thấy ưng ý thì cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0879182796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị. Rồi Ngọc Xuân xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Bye bye.